Xin cư sĩ Phúc Trí chia sẻ cho con được hiểu rõ. Bạn con bị bệnh tai biến 10 năm, miệng niệm không được rõ ràng, niệm câu A Di Đà Phật nghe cũng không rõ. Như vậy có được vãng sinh không ạ? Nhờ quý cư sĩ giảng giải cho chúng con để con biết được, để cho bạn của con đời này tin tưởng, cố gắng để đời này bạn con có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni từ bi tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta niệm Phật vãng sinh thì lời của chư Phật chư Tổ có dạy rằng tâm niệm Phật thì vãng sinh tịnh độ. Vậy quan trọng nhất là ở nơi tâm ta. Chữ niệm nó ở trong bộ kim, có nghĩa là hiện tại tâm ta đang có gì. Thì người niệm Phật khi nào được gọi là niệm Phật? Thì khi mà tâm ta có Phật thì đấy gọi là niệm Phật. Còn miệng niệm mà tâm nghi thì Tổ nói là đau mồm rát họng chỉ uổng công. Vậy quan trọng nhất chính là người đó tâm họ nhớ tới Phật A Di Đà, chứ không phải miệng họ có niệm méo niệm lệch gì không sao cả. Về lúc ra đi như lời Phật dạy, như thầy Thọ Khuê vừa nói là có bốn trường hợp vãng sinh đấy. Trường hợp thứ nhất là tự tại vãng sinh. Lâu lâu mới nghe được thấy một người tự tại, chúng ta tưởng ngon ăn làm được, không được đâu. Đấy là ai ạ? Đấy là Phật, là Bồ Tát xuất thế biểu diễn để giữ tín tâm cho chúng sinh, để thấy rằng có thế giới Tây Phương, có Đức Phật A Di Đà, các ngài biểu diễn là tự tại vãng sinh đấy. Phàm phu làm khó lắm đấy. Vậy phần tự tại Tổ dạy trong vạn người lấy 2-3 thôi, trong vạn đấy nhá, lược 2-3 thôi. Nhưng Tổ dạy nếu hộ niệm trong vạn người thì được vạn người, thì đi con đường này là ăn chắc nhất. Vậy cái điều đầu tiên tự tại không làm được. Vậy thứ hai là cuồng loạn. Cuồng loạn là đau khổ lăn lộn từ trên giường xuống đất nhưng không rời niệm Phật, bỏ báo thân lập tức vãng sinh. Trường hợp thứ ba là ý niệm, chính là người mà bảo méo miệng ấy, không quan trọng niệm ra miệng cũng được, mà quan trọng là ở nơi tâm. Nhưng thầy âm nói là cái miệng là phương tiện truyền thanh của cái tâm. Vậy niệm ra miệng để biết người đang niệm thôi, chứ thực chất nó chính là ý niệm. Thì trường hợp thứ ba gọi là ý niệm vãng sinh, có nghĩa là vì thân nhọc mệt không niệm ra miệng. Thì Tổ sư Ấn Quang có nói niệm ra miệng và niệm trong tâm, nếu thực sự đấy thì công đức đều như nhau. Vậy cái ý niệm là cái mà quan trọng lúc ra đi, do mệt do nhọc mà không niệm ra tiếng. Nên trong quá khứ con chứng kiến một số mà cũng nhiều phết đấy, những cái ca họ không niệm được ra miệng, xong rồi mới hướng dẫn họ. Có người cứ nhập tay, nhấp tay, có người nằm chân cứ rung niệm, mà đến mức mà người nhà ngồi cạnh, đứng cạnh người bệnh cứ rung chân niệm Phật, cứ A Di Đà Phật, nhấp một cái A Di Đà Phật, cái chân ấy cứ nằm ung dung lắm. Cái cuối cùng nhấp một cái không thể nhấp nữa là nhìn vào phát biết đi rồi. Người nhà hoàn toàn không biết là người đó đi. Đến sau cùng khai thị xong, bắt đầu người nhà mới ớ ra vậy đi lúc nào đấy.
bà cụ đẹp đến mức mà con không tưởng tượng được. Cả làng cả xã đến để tiễn cơ. Một cái đám mà cả làng cả xã đến để tưng bừng niệm Phật tiễn được. Con bảo bà này không phải bình thường rồi. Nhấp, cứ nhấp vậy niệm. Vậy là ý niệm, họ không niệm ra miệng, nhưng ý họ có. Thì lâm chung tắt hơi cũng vãng sinh tịnh độ. Trường hợp thứ tư là vô ký. Khó là rất khó, nhưng dễ thì rất dễ. Nhưng trường hợp này ít người làm được. Ví dụ vô ký nghĩa là trong đời đã buông xả tất, không còn dính mắc, chỉ một tâm niệm cầu sinh cực lạc. Nhưng vì nghiệp quá nặng, đến lúc ra đi tâm chẳng nghĩ thiện cũng chẳng nghĩ ác, chỉ là gần như trống không. Nhưng vì họ đã quyết lòng cầu sinh cực lạc là họ chờ đến lúc họ bỏ thân thôi. Thì ngay lúc bỏ thân lập tức vãng sinh tịnh độ. Nhưng trường hợp này khó ai làm được, vì để buông xuống thì hiếm ít lúc. Phải gì? Nhờ ban hộ niệm nhắc nhở, hướng dẫn, khai thị. Gần như đến nơi cuối cùng, đa phần là những người mà chúng con đã hộ niệm, đa phần là đến giây cuối cùng, những người buông thật, thì đa phần còn chứng kiến những người này cười niệm Phật xong đi. Nhiều là cười niệm Phật xong đi. Đây là người buông thật, mà đây là người niệm thật. Còn nếu không là khó lòng. Có lần hai vợ chồng bác Minh Đạt là về chứng kiến ca ở Hưng Yên đấy. Hôm đấy đúng ngày hôm đó hai bác về gặp thế ca đấy, là cười xong niệm Phật ra đi. Đúng ca đó nữa đấy. Vậy thì hôm nay người bị tai biến thì không lo vấn đề đó. Quan trọng nhất là tâm họ có muốn vãng sinh, tâm họ có niệm hay không. Còn ở nơi miệng nó là cái hình thức bên ngoài thôi. Nên mong cho nếu ở đây ai mà niệm nó không rõ không ấy, đừng lo. Quan trọng là tâm ta ý niệm muốn vãng sinh hay không. Thì lâm chung nếu muốn niệm được trong tâm thì vẫn vãng sinh tịnh độ ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí. Dạ, con xin hỏi chư vị có muốn cười rồi vãng sanh không ạ? Có. Vậy thì chúng ta phải quyết lòng là trì giữ một câu Phật hiệu trong tâm và phải buông xả sạch sành sanh xuống, đúng không chư vị? Mà muốn buông xả được thì phải nghiên cứu hộ niệm, phải kết hợp nghe lời thầy, nghe lời ban hộ niệm hướng dẫn làm theo thì chúng ta mới buông xả được. Chư vị có đồng ý với con là như vậy không? Quyết lòng nhé. Dạ, một lần nữa xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí. Hôm nay chúng con đã hiểu rõ rồi, thực ra là tất cả là do chúng con tự mình chủ động con đường vãng sanh của mình. Nếu mình không làm được, chẳng có ai có thể giúp mình được. Bây giờ thì có phương pháp, nhưng chúng ta có tin, có làm theo hay không? Câu hỏi này là chính chúng ta phải, mỗi người phải trả lời lấy.